Nó đâu có sơ ăn qua gì mà chút nặng. Sao? Hỏi con một tục tập. Con làm tục tập rồi. Con nay nó sẽ cho mình chú ý cho thì á như rất là con nếu không có nó tâm thì bây giờ ngoại đạo là nó mới không có giải thoát được giải thoát ra thì ta ngã tất là không những mà bỏ cái ngã, cái vô ngã cũng bỏ luôn. Nhưng mà tu theo cái tha ngã chấp thì mình đâu có sợ cái gì chướng ngại đâu. Có chướng ngại nó càng tốt nữa. À, cũng như chứng đạo ca. Cũng có nói tới mà nếu mà không có ai mà chỉ bán mình à, khinh bỉ mình á thì làm sao biết cái sức lực từ nhẫn của mình, cái công phu của mình hả? Những người mà chỉ bán mình á, khinh bỉ mình á, ăn hiếp mình á đều là thiện tri thức của mình à, là giúp đỡ cho mình. Thì mình nó còn có sợ gì nữa không? Nếu mà mình từng tu á thì đâu có tiếc cái thân này đâu đó. Bây giờ đó là tạm mượn cái thân này để tu thôi chứ mà sau này cái thân này đó sẽ tiêu thì thành tro, chung thành đất. Nhưng mà bây giờ đó mình chưa thành tro chưa thành đất á, giải quyết mình là cái gì? Mình lâu phải cái thân này. Nếu là thân này thì sau này thành tro thành đất á, là cục đất là ta, cục đất đâu phải ta. Nhưng mà cục đất là ta thì nó có giá trị gì đâu. Nếu cục đất không phải ta thì cái thân này cũng không phải ta. Bởi vậy á, cục đất là do cái thân này nó biến thành ha. Vậy á, cái chân thực ta là cái gì? Bây giờ mình chưa có thành đất, chưa có thành cho, mình phải giải quyết trước. Thì bây giờ đó mình tu cái tổ sư thiền đó là muốn giải quyết cái vấn đề này. À, lúc mà mình ngộ chân tâm thì biết mình là cái gì rồi đó. À, biết cái chân thực của ta là cái gì đó. Bây giờ thì mình không biết. À, không làm chủ cho mình được. Cho nên bây giờ quý vị mà quyết tâm tu cái tổ sư thiền á thì đừng có để cái chân quan gì hết á, chướng ngại không có để ý, không chướng ngại cũng không để ý à, không có biết tới cái gì hết á, chỉ biết để con thoại đào khỏi lên như trời ngoài ra không có biết tới à. Luôn cả mà tiến bộ hay là trục lui cũng không biết tới. Có vọng tưởng hay không có vọng tưởng cũng đừng có biết tới. À, cái đề có phải nào? Hỏi thôi hoài. Thưa Thầy Thượng,
nay đệ tử có linh duyên về đây được hạ thất ba hôm, đệ tử thấy có cái như thế này, trong khi hành trì thì hầu như là tất cả mọi cảnh đều là vắng lặng, coi như là không thể xâm nhập từ thân tâm, nhưng có một điểm là trong khi đang hành trì đó thì có một điểm là biết, cái biết như vậy thì cứ phân cái biết đó, phân lần vô cái biết đó, và cái khởi đó, cái thời đầu mà khởi đó, thì như vậy thì đệ tử thấy rằng nên buông nó hay là nắm nó, chắc không hết. Và thấy biết được cái mà mình khởi, tức là cái khởi khởi đầu, có khởi đầu mà khởi lên á, tức là thấy biết được nó, tức là coi như vậy là hầu như là bên ngoài không còn biết gì nữa. Nhưng mà khi mà làm như nó rớt à, mà rớt thì con người có bản ngã là chụp tới lại, tức là chụp tới câu khởi đầu tới lại, thì như thế thì đệ tử thắc mắc là không biết. Mai đó. Dạ có. Hả? Không biết cái gì. Chứ không phải là muốn tìm hiểu câu thoại đầu. Nếu mà muốn tìm hiểu câu thoại đầu là sai. Là chỉ nhờ câu thoại đầu khỏi lên cái thắc mắc, tức là không hiểu. Tức là nghi tình. Mà chấm dứt tất cả tìm hiểu. Sau này á, cái công phu tiến tới nữa là luôn cả tham thiền cũng không biết mình tham thiền, gọi là vô tham mới là chân tham. Vô tham không phải là không có tham, là không biết mình đang tham. Bây giờ là muốn tìm hiểu, muốn biết câu thoại nào đó. Muốn tìm hiểu câu thoại nào là không được. Câu thoại nào tạm thời mượn để khỏi lên nghi tình thôi. Để làm cho mình thấy thắc mắc, thấy không hiểu thôi. Nghe được không? Sư phụ nói về hai cái tông chỉ giữa thiền và tịnh độ khác nhau rất xa, nhưng mà vừa rồi con có đọc trong cái quyển Pháp Ngữ của ngài Hư Vân, ngài có nói thiền và tịnh là một, thân thiền cũng là khởi đầu, niệm Phật cũng là khởi đầu, tức là sư phụ như vậy ý của ngài Hư Vân cũng nói như thế nào? Ngài Sư Vương có nói á, cái niệm Phật á là niệm ha, cái tham thiền là tham, mà nếu mà không có tham thoại đạo đó thì thành thoại dĩ á, thì không bằng niệm Phật, vậy là khác rồi, cũng là lời Hư Vương đó, biết không? Có nói vậy không? Ngài Hư Vân có nói luật thoại đạo thoại dĩ không? Nếu mà cứ nằm ở thoại dĩ thì không bằng niệm Phật. Thì đã khắc rõ ràng rồi, tâm nói là một. Cái kết quả là một. Kết quả là thành Phật là một. Nhưng mà cái đường lối là khác. Cái thực hành là khác. Chứ làm sao một được?
thì chính là ngài Hư Dương là nói không phải một rồi, nó khác rồi. Nếu mà mình không tham thoại đạo á, cứ nằm ở thoại dĩ thì không bằng người niệm Phật. Cái này là lời Hư Dương đó, nói đó. Không có thấy ha, có thấy không? Có coi cái đoạn này không? Ờ có thì là biết rồi, còn nói là một còn chi nữa. Một là cái kết quả, cái cuối cùng, chứ không phải là cái lượng lối thực hành. Cũng như bây giờ đó, ở Chợ Lớn đi Sài Gòn á, thì Sài Gòn á là một, nhưng mà cái lượng đi đó nhiều lắm. Lượng Trường Hưng Đạo, lượng Nguyễn Trãi, lượng này, lượng kia đó, làm sao một được. Cái chỗ mục đích là một thì được, còn cái lượng đi nó một là có được. Rõ chưa? Hôm trước hỏi thì tháng trước là 14 ở đây là người bạn của con có hỏi là nghe sư phụ nói là đường lối tổ sư thiền đưa vào ba câu để phá ngã chấp. Như vậy thì người bạn con có đọc trong cái truyền Đăng Lục á, khi mà đọc chỉ trích của ngài Hệ Phả thì cái đoạn mà ngài sau khi đã ngộ đạo nơi đức Bồ Đề Lạt Ma, ngài có đi làm tất cả các cái việc hàng hạ, thì tình cờ một hôm ngài gặp một cái người quen, người quen đó mới hỏi là tại sao khi mà ngài đã thành tổ rồi mà ngài còn đi làm những cái việc này. Thì ngài nói cái việc đó là chẳng qua là chỉ để hàng phục cái tâm mà thôi. Thì kính bạch sư phụ, thì bạn con hỏi là như vậy thì cái đường lối mà như ngài Hội Phả nói đó có phá ngã chấp được không ạ? Làm cái gì cũng phá ngã chấp được, không có cái gì mà không có phá ngã chấp được. Bởi vì nếu mà thiệt phá ngã chấp thì đâu có phân biệt cái này cái kia đâu, cái nào cũng không có chướng ngại. Cũng như Lục Tổ cũng nói vậy, tất cả đều không có chướng ngại. Thì do chỗ nào cũng được á, cũng như nói Nhị Tổ là Huệ Khả đó, họ do quán rượu phòng giam cũng được hết. Bởi vì nó có mình á, không có tham đường lối tổ sư thiền tham thời đầu này mà họ chưa có được ngộ đạo thì họ làm cái việc đó có khác gì với ngài Thầy Phả không? Khác chứ. Nếu mà chưa chân tánh chưa ngộ thì là đi tới lào dinh tới nó thì là hại á, làm sao không khác. Cái lối phá ngã chấp như vậy có phá được tốt ráo không sư phụ? Bây giờ đó chưa ngộ là chưa có rốt ráo. Bây giờ á mà nếu mà tối ngày nhớ là phá ngã chấp cũng còn không được nữa, chỉ là nhớ có phải đào có cái nghi tình. Thì chính cái câu thoại đạo đó, cái nghi tình đó mới làm cho mình đặt đến phá ngã chấp được. Nếu mà không có nghi tình á, tới ngày nhớ muốn phá ngã chấp thì suốt loài phá không được một chút, mà có thể còn tăng thêm cái ngã chấp nữa. Đó. Cái phá lực ngã chấp là nhờ cái công phu của mình.
chứ không phải là cứ như vô số đắc, vô số cầu, vô số sở. Rồi bỏ cái câu thoại, rồi bỏ cái nghĩ tình, thì là, vậy là làm sao thắng ngã chấp được. Kính bạch hòa thượng, kính bạch sư phụ. Như câu chuyện sư phụ vừa kể là một vị tu mà chỉ sinh ra một có một niệm thôi mà bị luân hồi thành tròn bao nhiêu kiếp. Như vậy chúng con trước khi chưa tu thì đã có nhiều nhiều niệm mà cũng có nhiều cái niệm ác. Như vậy xin sư phụ từ bi chỉ dạy cho là làm thế nào để tiêu được cái nghiệp đó. Hồi nãy tôi mới nói đó, tham ngã chấp đó là tiêu. Ngoại đạo tại không tham ngã chấp, nó không có tiêu được. Cái tham ngã chấp là chánh pháp, không tham ngã chấp là tà pháp, là ngoại đạo. Bởi vì con ngã thì nó không có giải thoát được, nó cứ theo cái ngã mà luân hồi. Còn tha ngã chấp á, ngã là không có, vô ngã còn không có, thì lấy cái gì để luân hồi nữa? Thì nó phải chấm dứt từ luân hồi, nó tự nhiên nó sẽ chấm dứt. Cho nên á, Phật tổ có thí dụ một ngàn năm liền tối, cây đèn đúc lên nó cũng hết đèn. Chỉ là một ngày đêm đen tối, một đêm một ngày đen tối, lúc cây đèn lên nó cũng, đèn tối nó cũng hết. Nhưng mà khúc đầu năm phước là ngoại đạo, nó không có cái đèn, không có cái chánh pháp, thì nó phải đen tối hoài. Nó không có. Bây giờ mình có cái chánh pháp, đốt cái đèn lên tức là mình ngộ. Chân tánh. Thì bao nhiêu muôn triệu nam liên tối liều mắc hết, không còn nữa. Chỉ cần cái đèn nó đốt lên là được rồi. Lúc ngộ rồi đó thì đâu có còn cái ngã gì nữa. Vô ngã còn không có, mà lấy ai mà đi luân hồi nữa. Cái lời mà Bác Sơn Thanh Trần Kỉnh ngữ nó, lúc ngộ rồi thì sanh tử ra có còn nữa. Sanh tử là cái gì? Tại có chấp ngã mới có cái sanh tử thật, để mình luân hồi. Thì thật đó thì cái luân hồi đó đâu có thật, chỉ là cái cảm giác sai lầm thôi. Lúc ngộ rồi thì cái cảm giác sai lầm đã hết rồi. Thì cũng như mà tôi thí dụ căn nhà xoay đó là tại cái thân nó xoay, mới cảm thấy là có căn nhà xoay. Căn nhà vốn là không có xoay. Căn nhà xoay là sanh tử luân hồi đó. Lúc mình ngộ tức là cái thân mình ngưng xoay rồi thì căn nhà là ngưng xoay. Căn nhà xoay cũng là vọng, căn nhà ngưng xoay cũng là vọng. Bây giờ căn nhà không có xoay, căn nhà cũng không có ngưng xoay. Tại cái thân mình xoay, nó mới có cái căn nhà xoay, có cái căn nhà ngưng xoay. Căn nhà xoay là sanh tử luân hồi, căn nhà ngưng xoay là niết bàn. Sanh tử và niết bàn đều là chung là không có. Chính ở trong kinh Lăng Nghiêm á, nó chi giác nãy chúng sanh. Chỉ giờ đó cái chi giác của mình mới thành chúng sanh đó. Bởi vì vọng chi vọng giác á,
Nói á, vốn là không có thế giới, không có chúng sanh. Vì vọng mới có sanh, vì sanh mới có diệt. Cho nên sanh diệt là vọng, ha. Diệt cái vọng gọi là chân. Nhưng mà cái diệt cái vọng đó là niết bàn cũng là vọng. Bởi vậy chân với vọng là hai cái vọng ở trong kinh Lăng Nghiêm. Lúc ngộ rồi đó thì những cái này đâu có còn nữa. Thế giới chúng sanh vô cái tâm mình tạo tâm nó ngưng tạo rồi, tức là cái thân ngưng xoa rồi thì tất cả đều không có thành vấn đề rồi. Thành vấn đề là vô cái ngã chấp. Tới chừng hết cái ngã chấp thì không có là giải thoát rồi. Những thời xưa thì những gì đang rất là nhanh, nhưng mà thời nay thì chẳng có thấy một người nào mà tiến tánh được. Thì con thử nghĩ rằng, nhưng mà chúng con tu như vậy thì không biết này, chắc kiếp này không biết là nếu không được kiến tánh thì những kiếp sau. Có tên sự tâm đó, cái cuốn mà 50 thứ ma ngũ ám á, có phụ lục mà thăng tâm của tổ Đạt Ma đó. Người ta hỏi tổ Đạt Ma, nói tại sao người thế gian đó lũ thứ tu tập á, tại sao mà không giải thoát, không có ngộ đạo? Thì Tổ Đạt Ma nói, tại thấy có ta. Tại có ta đó, nó mới không ngộ đạo, không đắc đạo. Rồi hỏi tiếp, nói vậy á, thế nói pháp tất cả đều không á, thì ai mà tu đạo? Thì Tổ Đạt Ma nó trả lời á, có ai thì phải tu đạo, nếu không có ai thì đâu có cần tu đạo. Tại có ai đó, cái ai đó cũng là ngã. Nếu mà không có ngã thì tu cũng còn không cần, đâu có cần gì nữa. Bây giờ nó tu là phá cái ngã chấp, hành mới đến tới chỗ mà không thích có ta đó. Ngài Bác Tiên cũng có nói đó. Bây giờ đó, nói là theo giáo môn thì nói là sanh pháp, tượng pháp, mặt pháp á. Tức là sanh pháp thì 100 người tu á, 80 người đó được mà đắc đạo ha. Tới tượng pháp á thì 100 người tu á, chừng 50 người đắc đạo. Tới mặt pháp á thì 100 người tu, nhưng mà 1-20 người đắc đạo thôi. Nhưng mà sự thật á thì cái tâm pháp, tượng pháp, mặt pháp cũng là do cái chấp tâm của mình mới thành vậy. Cho nên Ngài Bác Tương có nói đó, có thể chuyển mặt pháp thành chân pháp, có thể chuyển hạ căn thành thượng căn. Cái đó là do cái tâm mình tạo, chứ không phải là người loài nay là không có tư cách để mà đặt đến đắc đạo. Tại người đời nay đó thì cái vật chất á
nó cũng như mà lồ xài nó tiến bộ, lồ ăn tiến bộ cái gì cũng ấy, thành ra đó người ta lủi theo cái vật chất thì cái ngã chấp còn tăng thêm nữa, làm sao mà đắc đạo được. Cái đó là do mình chứ không phải là tại sự thực mà có cái chánh pháp, có cái mặt pháp mà mình sanh ở rồi mặt pháp là khó đắc đạo, không phải vậy. Cho nên ngài Bát Chánh nói có thể chuyển mặt pháp thành chánh pháp là do mình, có thể chuyển hạ căn thành thượng căn cũng là do mình, họ chứ không có gì mà sanh ở rồi mặt pháp là khó đắc đạo, không phải vậy. Tại thấy người ta ăn ngon mình cũng muốn ăn ngon, tại thấy người ta mặc đẹp mình cũng muốn mặc đẹp. Vậy thì làm sao mà đắc đạo được? Mô Phật. Cho kính bạch hòa thượng cùng sư phụ, hôm nay con có chỗ nghi, quý mong hòa thượng cùng sư phụ từ bi khai thị cho con. Vừa qua sư phụ có khai thị cho con những lời như sau: nghi tình tức là tự tánh tức là nghi tình. Quý tinh sư phụ từ bi khai thị. Không những mà nghi tình tức là tự tánh, tất cả đều tức là tự tánh. Mới gọi là bát nghị đó. Nếu mà có khác á là nghĩ rồi, bởi vì tự tánh là bất nghĩ. Vũ trụ vạn vật tất cả đều không có khác mới là bất nghĩ, chứ không phải là nghi tình không. Kính thưa hòa thượng, kính bạch sư phụ, xin sư phụ từ bi khai thị cho con cái câu của Bồ Tát Diệu Giác Thông Tịnh Huệ gì đó, con quên rồi. Bồ Tát Giác Minh, Bồ Tát Giác Minh có nói cái câu kêu là giết quách cái miệng đầu á thì cái pháp thân mình mới sống, nhưng mà mình đừng có khởi niệm. Mà bây giờ con phải tham thời đầu, con phải khởi niệm, con khởi niệm hoài để mà con tham thời đầu. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát ở trong cũng cái cuốn của ngài Hư Vân đó sư phụ, cũng như thiền lãnh tế, nếu giết quách cái niệm đầu thì cái pháp thân mình mới sống đó. Rồi mình đừng có khởi niệm thì mình đâu có cần gì, mà nếu mình có khởi niệm á thì mình mới mượn cái câu thoại đầu, còn mình không có khởi niệm thì mình đâu có mượn câu thoại đầu. Giờ đó nếu mà không khởi niệm thì làm sao mà mình thân thoại đầu được? Dạ. Thì bây giờ đó mình là dùng cái ý thức mà, dùng cái ý thức để tu, dùng cái ý thức để thanh thiền, cái ý thức là rộng rồi ha. Nhưng mà cũng như chỗ này là thoại dĩ, chỗ này là thoại đào nè, sư thượng có thí dụ đó. Bây giờ sư có đến thoại đào, tôi từng đến thoại đào rồi đó, nó mới là không có khởi niệm được. Bây giờ sư đến thoại đào đó còn
ở giữa đường á, tức là từ thoại dĩ đi tới thoại đạo đó, cái đường đi ý thức á, còn lăng đi nè, lăng đi ở giữa đường thì á, không có khởi niệm làm sao mà tham. Tới chừng lúc mà đến thoại đạo rồi đó, có khỏi mắt rồi, tự động mắt rồi đó, lúc đó mới là không có khởi niệm được. À, kính bạch sư phụ, hàm là tham thiền thì cần phải có thiền đường để mở thiền thất. Hàng ngày công phu như đi học, khi có thiền thất như đi thi. Nhưng chúng con sanh nhầm cái thời, rất khó có thể mở thiền đường hay tổ chức thành thiền thất. Nhưng chúng con cũng không thể không công phu để liễu sanh thoát tử được. Vậy xin sư phụ từ bi khai thị cho chúng con. Như sư phụ thường nói, tất cả do tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Vậy bây giờ sư phụ từ bi khai thị cho chúng con, làm thế nào để tâm chúng con cũng tạo được nơi nơi là thiền đường, thời gian nào cũng thiền thất, để cho công phu chúng con luôn luôn được đắc lực. Xin sư phụ từ bi khai thị cho chúng con. Cái bài kệ ở trong kinh Hoa Nghiêm đó, nhà chùa cái khóa chiều nó đều có tụng ba lần á: nhật nhân dục liễu chi tâm thế nhất thiết Phật, ưng quang pháp duy tánh nhất thiết duy tâm tạo. Nhất thiết là tất cả đều là tâm tạo, thì thiền đường cũng là tâm tạo. À, thì tất cả không có ở ngoài tâm. Cái tâm là khắp không gian thời gian. Bây giờ đó, tại cái tâm mà chấp thực nó nặng, cho nên á, cổ đức á, tổ sư mới sáng lập cái thiền đường để người ta mà dễ tiếp được phương tiện mà tham thiền. Nếu mà mình chân thực á, muốn giải quyết cái sanh tử của mình á, mình chân tu á, thì ở đâu cũng là thiền đường. Kinh cũng lường nói tổ sư thiền đó, ông lão có nói đó, khi mà mình đang lao động đó mà tham nó còn tốt hơn, chứ không phải là phải gián đoạn ngồi á, gian một chỗ mới tham thiền được. Bây giờ đó, mình đang lao động mà ở cho bất cứ công thương chỉ nghệ gì đó, ở trong xưởng làm, ở trong tập mà mua bán hay là ở chỗ nào đó, lăng làm công, lăng làm cái gì đó, bởi vì cái tham tổ sư thiền đó, bất cứ nơi nào, bất cứ thời gian nào, đều là cái thời gian mà tham thiền, là cái nơi mà tham thiền. À, thế vậy á, thì chỗ nào không phải là thiền đường đâu. À, nhưng mà bây giờ nếu mà có thiền đường thì nhiều người nó được phương tiện, được tăng thêm cái lòng tin,
Nếu mà không có thì phải người mà thiệt mà chân tu đó, nó mới là ở nơi nào cũng là thiền đường. Thì cái đó là tùy cái căn khí, căn cơ trình độ của mình đó. Nếu mà mình á có quyết tử đó, quyết tâm á, thì chỗ nào cũng là thiền đường. Nó không có phân biệt. Thì bây giờ đó, là mình cái bằng tùy duyên, có thiền đường thì mình loại thiền đường mà giữ, không có thiền đường thì mình chỗ nào cũng thiền đường. Chứ không phải là nhất định phải có thiền đường mình mới tham thiền được, không có thiền đường thì mình tham thiền không được. Chứ không phải vậy. Tổ sư thiền đó là không có bị cái hạn chế của không gian thời gian. Thì chính Pháp Bảo Đàng Độc Tổ cũng nói tất cả đều không có chướng ngại. Bất cứ mà xuất gia, tại gia gì đó, ở chùa, ở nhà gì đó, cả đều cũng có chướng ngại. Mà chính là cái tham tổ sư thiền đó, thì ở chỗ nào cũng được. Cho nên đó, mà đi bộ, đi xe, đang làm công việc, đang đi cào, đang ăn cơm, đang ngủ, cũng là tham. Chứ không có cái gì mà chướng ngại. Còn nhiều mà Phật tử mà đang làm việc á, mà tham nữa, nó còn làm mau nữa, cũng như mà có nhiều mà tử mai đồ đó, khi mà chưa có tham thiền á thì một ngày đó, cũng như mà mai được mà năm món đồ á, lúc lăng tham thiền á, lăng tham mà mai đó, có thể mà tăng thêm tới 10 món, tăng thêm gấp bội. Nó bắt chi bắt giác mà nó làm mau hơn. Người ta còn có cái mà bơm cái mật nguyên tử á vô trong giác á. Mấy năm nay thì hết trời không có rồi. Hồi mấy năm trước á, thì ở ngoài lường á, ở chỗ cái gốc nào đó thì là có người ta mà bơm cái mật nguyên tử vô trong giác á, dùm cho người ta đó. Thì mấy năm trước có một thanh niên là chỉ có 20 tuổi à. Thì hồi trước á chưa có biết thanh thiền á, thì một ngày á từ sáng vô tới chiều á vô chừng 40 cây là nhiều. Rồi sau này nó biết thanh thiền lang tham á, vô được 80 mấy cây. Cái số lượng mà tăng thêm gấp bội,
Không những mà cái số lượng tăng thêm, hồi trước vô lượt 40 cây đó thì có cây thì vớt mực á, nó ra mực, có khi nào vớt nửa chừng nó không ra mực, nó cái mực nó không đều. Rồi sau này nó vô 80 mấy cây á thì cây nào nó ra mực cũng đều đều. Thì không những mà cái số lượng tăng thêm mà còn cái thánh chất nó cũng đề cao lên. Cho nên nhiều người thì nó mà ham lợi cho vô mực, bị vô mà nó ra mực đều đều. Nhưng mà nếu mà giải thích ấy, thì khó giải thích lắm. Tại sao mà nó mau vậy mà lại, mà lúc đó vô mật thì cũng không biết, cứ tham hả, còn tay làm nữa cũng không biết. Nhưng mà làm mau mà lại làm tốt, thì cái này là có sự thật chứng tỏ. Mô Phật, kính bạch Hòa Thượng cùng Sư Phụ. Cứ mong Hòa Thượng cùng Sư Phụ từ bi khai thị cho con một số ý như sau. Vừa qua, đối với con thì không có gì để nói, nhưng có một số hành giả, tổ sư cũng như các tông phái khác, họ có đến để trao đổi với con, nhưng rất tiếc con không có khả năng, và đồng thời con yêu cầu số hành giả đã đến gặp Hòa Thượng cùng Sư Phụ, nhưng họ rất ngại. Vì lẽ đó con đến đây bạch qua số ý đó, cuối xin Hòa Thượng cùng Sư Phụ từ bi khai thị như sau. Người hành giả tham tổ sư thiền cũng như các hành giả tông phái khác, họ nghi như thế này: tham thiền sao thấy khờ, bệnh hoạn, chứ là không hiểu biết gì hết, so với các tông phái khác hình như không có gì tiến bộ hơn, vân vân và vân vân. Cuối cùng con tóm lại, thú thật với quý ngài, tôi không biết gì hết, mà tôi chỉ biết rằng tôi là kẻ đang đói và cần chỉ cần đi ăn thôi. Có nghĩa là trong lòng tôi cảm thấy bất an, tất cả các phương pháp khác tôi không làm xoa dịu được. Hôm nay bất đắc dĩ tôi hăng hỏi đầu. Con chỉ đại khái trả lời như vậy. Cứ mong Hòa Thượng cùng Sư Phụ từ bi khai thị một số ý kiến như sau. Tham tổ sư thiền như cái các tông phái khác á, nó cũng phải nằm ở trong nhân quả, không có ở ngoài nhân quả. Chứ không phải là tham tổ sư thiền thì ở ngoài nhân quả, còn các tông phái khác thì phải ở trong nhân quả. Nhưng mà mình tham tổ sư thiền á, thì có thể mà mau đạt đến chân tăng, tức là giác ngộ. Thì biết lúc mình chưa giác ngộ là ở trong chim bao, phải chịu cái nhân quả trong chim bao. Tới chừng mình giác ngộ rồi đó, tức là thức tỉnh ra ngoài chim bao, không bị sự ràng buộc của chim bao. Nếu mà chưa có giấc ngộ thì cũng phải, tức là cũng là ở trong chim bao, thì tham tổ sư thiền cũng ở trong chim bao.